thứ bảy tuần thứ mười thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu, chương 5, từ câu 33 đến câu 37. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thách điều gì là do ác quỷ. Suy niệm: lời ngay lẽ thẳng, dễ thuyết phục biết bao. Đức Giêsu đã nói về vấn đề thật thà và thành thật trong cách cư xử và lời nói. Thành thật với lời nói có nghĩa là gì? Để thành thật với chính mình và với người khác đòi hỏi có chí khí. Thật không may, nhiều người ngày nay thất bại tại chỗ này cách thảm bại. Không lạ gì chúng ta không tin tưởng nhiều người trong những chức vụ lãnh đạo và vị thế. Thiên Chúa là nguồn mạch của tất cả sự thật, và không có gì sai trái hay lừa dối nơi Người. Lời Người là sự thật và lề luật của Người là sự thật. Sự thật của Người giải thoát chúng ta khỏi ảo tưởng, lừa dối và giả hình. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng sự thật sẽ giải thoát anh em. Chúng ta có thể tin cậy vào lời Chúa vì Người trung tín và thành thật với lời nói và lời hứa của Người. Tại sao lại quá khó để trở nên thành thật và nói sự thật? Sự thật đòi hỏi giao ước là chúng ta sống đời sống của mình phù hợp với nó và trở nên những chứng nhân trung thành cho sự thật. Đức Giêsu dạy các môn đệ yêu mến sự thật vô điều kiện. Người chống lại việc làm chứng dối và tất cả những hình thức giả dối, và việc thề thốt không cần thiết với Thiên Chúa. Lời nói của người môn đệ phải đáng được tin cậy, mà không cần tới những nghi thức để làm cho nó có giá trị. Người môn đệ của Đức Kitô phải nói thành thật mà không bóp méo. Sự thật bằng việc thêm thách vào đó hay bằng việc làm tổn thương. Tới sự thật bằng việc nói dối hay bỏ sót những điều cần thiết để truyền đạt những gì là sự thật. Bạn có cho phép lời chân lý của Thiên Chúa làm chủ lý trí và tâm hồn mình không? Thánh Thomas Aquino nói: người ta không thể sống với người khác nếu không có sự tin cậy với nhau, đến nỗi họ trở nên thành thật với nhau trong sự công bình. Nhưng vấn đề kính trọng, người này mắc nợ điều đó với người kia để bày tỏ sự thật. Bạn có thành thật đối với Thiên Chúa, với bản thân và với người khác không? Và bạn có để cho lời chân lý của Thiên Chúa thấm nhập vào tâm trí mình và uống đúc lương tâm của mình, cách bạn suy nghĩ, phán đoán, hành xử và nói năng không? Lạy Chúa, xin xem chừng miệng lưỡi con để con có thể không bao giờ nói lời xấu xa, không đúng sự thật, hay là sự thật lại không hoàn toàn là sự thật, hay là toàn bộ sự thật lại không có chút khoan dung. Vì tình yêu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.